chờ quý khách. Cửa hàng của chúng tôi sắp đóng cửa rồi, quý khách mua mua nhanh nhanh lẹ lẹ nhé. Yên tâm, tôi mua nhanh lắm. Tính tiền. Dạ vâng. À thôi từ từ chút, nhanh lắm, nhanh. Chờ 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 chút, đang đọc thành phần, đọc một xíu thôi là xong, xong một cái đông mua liền. Không được, cái này nó không có ổn với da của mình. Ok, tính thôi cho à. Cái đó 7 lần. Trời ơi, sao mà nhiều tiền lẻ quá vậy trời, trực cả ví. Tôi đưa trăm, có gì cho tôi đổi 20 ngàn, có gì thối lại cho tôi 5 ngàn được rồi. Vậy đây em gửi chị. Dạ chào quý khách, hẹn gặp lại quý khách ạ. Được á, trời ơi, mấy cái tờ này ghê á. Ủa là cái quán nào chị ơi, alo. Cho đi ra nhận hàng giùm cái đi. Xin mời, tôi này. Trời ơi, sao chị hành em dữ vậy? Từ cái chỗ nhà bây giờ bắt em lên tới cái quán cà phê của chị để gửi hàng cho chị luôn á. Ủa mà là chị là chó điên á hả? Tôi chó điên nè. À đấy, hàng chị đây. Ba lô, ba ma. Nè, gửi tiền đếm đi. Có cho test hàng không? Test hàng đi, test hàng, thoải mái. Mất rồi. Ba lô bị bỏ bùa. Cái con nhỏ kia, sao mày dám lấy ba lô của mày? Không. Sao mày dám lấy ba lô ba má nó của tao? À đúng rồi, ba lô đó là của mày. Cái ba lô Seoul đó. À đúng rồi, cái ba lô Seoul chống nước màu hồng đó là của mày. Tao mày. À, ý mày nói là tao cầm giùm. À đúng rồi, mày cầm giùm tao. À không, có phải cầm giùm. Đúng rồi, mày chĩa chải. Không, ai chĩa. Ủa mà mày làm cái gì vậy? Tao sợ bị loạn ngô dúng mày nên kiểm tra trong này có cái bùa nào không. Trời ơi, cái cặp gì mà nhiều ngăn dữ vậy trời. Thì cái ba lô đó dành cho mấy đứa 20 vặt. Đâu có. Ý tao là tao không bao giờ trộm vặt, tại vì cái ba lô đó là của mày. Thôi, mày cầm về giùm đi. Công nhận là cái ba lô này đẹp thiệt đó, nhưng mà tao ăn trộm của mày, xong bây giờ tao bị loạn ngôn theo mày là không được. Đúng cả tạ. Mắc gì đó tạ. Ủa tao mắc gì đó tạ. Đúng không, ba lô đó tạ. Con đi về nha. Cục cưng nhà thôi.